Và không chỉ lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long, dịch bệnh Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, trong đó thì sản phẩm từ chăn nuôi cũng đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đàn heo đã quá lứa xuất bán, nhưng thương lái vẫn mặc tâm khiến cho người dân nuôi thấp thởm như ngồi trên đống lửa vì phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng. Tình trạng này sẽ được phản ánh một cách rõ nét qua ghi nhận sau đây của chúng tôi. Mời quý vị và bà con cùng quan tâm theo dõi. Đàn heo trên 35 con vỗ béo của chị Trần Thị Dày, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự đã đến kỳ xuất bán, nhưng thương lái thì chẳng thấy đâu. Dù với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi, gia đình chị đã chủ động đổ giống heo gối đầu để tránh tình trạng dội hàng ế chợ, nhưng tình thế vẫn không mấy khả quan. Thương lái vắng bóng, heo vẫn chưa thể xuất bán trong những ngày địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Chị đành tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có để giảm bớt chi phí thức ăn công nghiệp cầm cự mùa dịch. Vì tại vì cũng như mình nuôi nái rồi mình gầy gầy hoài mình nuôi vậy đó vì bán rẻ dù không có tiền lỗ luôn Nhìn ra mình không có bán mình để mình nuôi mình thu nhập kiếm thêm mà không ngờ nuôi giờ để giờ nó 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 tụt giá luôn đó giờ, để nuôi giờ không có tiền cho ăn nó sắp chuối rồi cho ăn đó rồi cho ăn mình cho ăn nhín nhín đó mình sắc cho muốn cho ăn độn đó nấu tắm là ngày cũng gần cả bao à Giờ mong muốn thì giờ cho lái lại nó mua của mình vậy đó, cũng như bán được mớ nào thì đỡ mớ nấy vậy đó. Còn đây là đàn heo trên chục con của anh Nguyễn Long Hồ, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, đã hơn một tháng chờ lái đến mua. Số heo của anh đã vào hàng quá lứa, trung bình mỗi con từ 120 đến 130 kg. Cứ mỗi ngày trôi qua, chi phí giá thành đầu vào lại tăng thêm, đồng nghĩa với nguy cơ lỗ chồng thêm lỗ. À, khi mà vô chăm rồi thì chỉ cần mình điện thoại là có người đến thu mua nhưng mà bây giờ thì không có ai đi được cho nên là là không thể bán được. À, bây giờ mình tìm gặp các cái anh em trong ấp trong xã có nuôi heo chung đó để mình tìm cách liên hệ với bên hội nông dân xã để mà nhờ giải quyết. Tìm kiếm thương lái để mà cho nó ra chứ giờ là nó đã quá lứa rồi, lên tới 230kg rồi. À, lúc này như vậy đó là nuôi heo không có lời nữa rồi, lỗ luôn rồi. Theo thống kê, toàn huyện Hồng Ngự có tổng đàn heo gần 5.000 con. Khi áp dụng chỉ thị số 16 dạng các xã hội, các hoạt động qua lại giao thương bị hạn chế, nhất là các thương lái, nên sản phẩm từ chăn nuôi cung cấp chủ yếu thị trường nội huyện, một số ít trong tỉnh. Trong khi 22 chợ truyền thống và tự phát của địa phương đã dừng hoạt động để phòng dịch, nên việc tiêu thụ đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu lại hạn chế đã kéo giá heo thương phẩm sụt giảm sâu, từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng một ký nay chỉ còn 50.000 đồng một ký, heo thịt nhưng người mua rất hạn chế, đó cũng chính là tình cảnh chung ở các chợ xã còn hoạt động trong huyện ngành chức năng cần tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm với mức giá phù hợp trong điều kiện dịch bệnh đang là mong mỏi của nhiều hộ dân hiện nay bởi xuất được lứa heo này bà con mới có điều kiện để tính đến chuyện tái đầu tư cho vụ chăn nuôi phục vụ thị trường tết sắp tới